BV Combank đứng đầu danh sách bị kiểm toán nhà nước bêu tên. Kiểm toán nhà nước vừa nêu tên một số tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng vượt mức tối đa cho phép như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng BV Combank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Kiểm toán nhà nước vừa có báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2020, trong đó bao gồm các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019 của nhiều ngân hàng. Theo đó, kiểm toán nhà nước đã bêu tên một số tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng vượt mức tối đa cho phép, trong đó đứng đầu danh sách là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng BV Combank vượt 13.656 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số ngân hàng cũng bị kiểm toán nhà nước gọi tên như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB vượt 8.654 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt vượt 3.153 tỷ đồng, Ngân hàng Shin Hanbank vượt 132 tỷ đồng, Ngân hàng Mizuho Hồ Chí Minh vượt 192 tỷ đồng, Ngân hàng Busan chi nhánh Hồ Chí Minh vượt 83 tỷ đồng, Ngân hàng Liên doanh Việt Nga vượt 69 tỷ đồng. Kiểm toán nhà nước cho rằng các ngân hàng còn nhiều hạn chế như thẩm định thiếu chặt chẽ, định kỳ chưa đánh giá lại tài sản bảo đảm, giải ngân bằng tiền mặt không có hoặc thiếu chứng cứ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, không kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay. Bên cạnh đó, kiểm toán nhà nước còn nhấn mạnh, ngân hàng nhà nước quy định việc xác định giá trị tài sản bảo đảm, việc hoạch toán giá trị tài sản cho thuê tài chính chưa phù hợp. Cụ thể, việc xác định giá trị bảo đảm cho thuê tài chính theo thông tư số 02/2013 ngày 21 tháng 1 năm 2013 chưa căn cứ vào giá trị thực tế hợp lý của tài sản mà phụ thuộc vào dư nợ cho thuê, chưa phản ánh đúng bản chất của tài sản bảo đảm. Đồng thời, việc hạch toán theo dõi phản ánh giá trị tài sản cho thuê tài chính theo giá gốc ban đầu theo quy định tại văn bản hợp nhất số 05 ngày 17 tháng 1 năm 2018 chưa phù hợp với nguyên tắc giá trị tài sản cho thuê giảm dần và được chuyển giao cho bên đi thuê khi hết thời gian thuê. Riêng về Ngân hàng Chính sách Xã hội, Kiểm toán Nhà nước đánh giá đơn vị này xóa nợ 19,44 tỷ đồng cho nhiều khách hàng được coi là mất tích theo xác nhận của chính quyền cấp xã, không phù hợp với quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Trong đó, có 17 trường hợp vẫn đóng bảo hiểm xã hội, điều chỉnh kế hoạch vốn, chương trình cho vay hộ dân tộc thiểu số nghèo chưa kịp thời dẫn đến năm 2018-2019 có 3.135 trường hợp không được vay lãi suất ưu đãi, tương ứng tiền lãi ưu đãi 2,56 tỷ đồng, áp dụng thời gian ân hạn 12 tháng đối với hầu hết các khoản vay cho học sinh sinh viên, không phù hợp quy định tại quyết định 157, chỉ áp dụng trong trường hợp học sinh sinh viên ra trường chưa có việc làm, không có thu nhập. Chính sách giảm lãi cho học sinh sinh viên trả nợ trước hạn còn nhiều bất cập. Về việc áp dụng công nghệ thông tin, Kiểm toán Nhà nước cho biết Ngân hàng Chính sách Xã hội chưa triển khai quản trị hệ thống công nghệ thông tin đầy đủ theo định hướng, kế hoạch và quy định của Ngân hàng Nhà nước. Khả năng hỗ trợ quản lý của hệ thống công nghệ thông tin chưa hiệu quả, chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin vào các nghiệp vụ liên quan đến báo cáo tài chính còn hạn chế. Về chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ rõ, ngoại trừ các trường hợp năm 2020, các ngân hàng đã trích lập đầy đủ dự phòng hoặc đã tất toán nợ vay nên Kiểm toán Nhà nước không điều chỉnh giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Tại Vietcombank 1.940,2 tỷ đồng, không điều chỉnh tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tại Agribank 1.357,58 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán còn điều chỉnh giảm chi phí dự phòng tại Vietcombank 183,87 tỷ đồng, tăng chi phí dự phòng tại Agribank 97,16 tỷ đồng.